Trước tiên xin chào thầy Chị Minh và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Xuân Nhàn. Hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến. Chuyên ngành của mình là về tâm lý học và bên quản trị nhân sự. Sau cái quá trình mà kết thúc những cái môn học tại trường thì mình đọc được cái thông tin tuyển dụng sinh viên đào tạo bên Athena về mặt nhân sự. Mình đã đăng ký và tham gia quá trình thực tập ở Athena. Tính tới thời điểm này là mình cũng đã thực tập được hơn nửa tháng rồi, đã hơn một tháng rưỡi nữa. Trong quá trình thực tập ở đây thì mình cảm thấy cái cách quản lý cũng như hướng dẫn của người hướng dẫn thực tập đây rất là tận tình. Và các công việc được các bạn có việc gì không hỏi thì sẽ có người giải đáp thắc mắc một cách tốt nhất. Và cái giờ giấc làm việc thì rất là hợp lý, các ca luân phiên nhau làm việc rất tốt. Và trong quá trình thực tập thì mình rút ra được cái bài học cho mình, đó là về mặt giờ giấc cũng như cách quản lý. Và cái đề tài mà mình chọn thực tập ở Athena đó là về cái công tác làm việc nhóm ở Athena. Mình nghĩ cái cách quản lý làm việc nhóm ở Athena hiện giờ cũng tương đối là tốt, vì cái người chịu trách nhiệm quản lý từng bạn sẽ là phụ trách từng công việc của những cái bạn mà mình quản lý đó một cách tốt nhất, để cho cái người quản lý cấp trên có thể kiểm tra và giám sát. Qua đó thì trong cái mục tiêu thực tập của mình ở đây thì cũng mong muốn sẽ có một phần nào đó giúp cho trung tâm để ý tới mình và có thể tuyển dụng mình sau này. Rồi, rất tốt.